Hình ảnh con rồng đang dần hiện ra trên một cái gốc cây nặng gần 2 tấn. Và ở những cái clip trước, chúng tôi đã nói về một con rồng ở trong cái tích gọi là tích Giao Long Đắc Thủy. Và đến ngày hôm nay thì các bạn đã nhìn thấy cái đầu rồng này đã ra được các cái hình khối rồi. Với cái hình tượng là con rồng đang phả cái luồng nước xuống bên dưới. Và ở bên dưới đây nó là cả một cái thế giới rất là thanh bình, cả một cái đồng quê đó rất là nhẹ nhàng và êm ái. Bởi vì con rồng này là con rồng ở trong tích Giao Long Đắc Thủy, là một con rồng hiền hòa, tưới tắm những cái dòng nước trên nhân gian, chứ không phải là con rồng để gây tai họa. Và cho nên là con rồng này nó có một cái hình thể nó uốn, ví dụ như đây là cái cổ này, xuống đến cái phần bụng này, nó vòng ra đằng sau này, rồi nó kéo lên trên và cái đuôi nó ở bên trên. Cho nên là con rồng này nhìn nó sẽ rất là hiền hòa, nó không có cái sự dữ dằn. Và cái tác phẩm này thì hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn đang ở khâu phá khối, sẽ cố gắng từ nay đến Tết sẽ xong để hoàn thiện và bàn giao cho bác khách ở trong Sài Gòn.